Hello các chị em, đến hẹn lại lên Tenten lại làm clip mở hộp review cho mọi người xem một bộ sản phẩm mới. Lần này là một cái áo và một cái đầm hoa mua tại fanpage Basic Fashion. Đây là một địa chỉ mà mình đã mua khá nhiều sản phẩm thời trang ở đây. Những lần trước hàng đều ok, giờ chúng ta thử xem hàng lần này nhé. Hai món sản phẩm này đều đồng giá 150.000 đồng cộng thêm phí ship 20.000 đồng, so cách chỗ mình nửa tiếng xe máy. Tổng chi phí là 320.000 đồng. Quả thực hàng mở ra xem, mình thấy sản phẩm tốt trong tầm giá. Chất vải mịn mượt và rất mát cho mùa hè. Cái áo thun phớt hồng có lỗ vải to để dễ thoát mồ hôi, còn cái áo đầm mỏng, chất vải mát thì khỏi cần nói rồi. Đường may chỉnh chu, không có chỉ xước. Trên áo và đầm đều trang trí những hình bông hoa. Hoa ở trên cái áo thun là loại hoa thun, còn họa tiết trên đầm được in rất đẹp. Nói chung là với giá 150.000 cho một món này, mình rất ưng ý. Size này không phải size trẻ trung cho lứa tuổi teen, mà nó phù hợp cho người đã đi làm, thích sự đơn giản, mộc mạc.